Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình đối thoại phát sóng chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình đối thoại tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về việc sức khỏe của doanh nghiệp cũng như là kinh tế của Việt Nam những tháng cuối năm. Tuy nhiên thì trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ bàn sâu hơn liên quan đến phí công đoàn. Và đặc biệt là mới đây ngày 6 tháng 10 thì đại diện của 8 hiệp hội ngành hàng cũng đã gửi kiến nghị lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như là một số đại diện bộ ban ngành liên quan về việc giảm phí công đoàn tối đa xuống 1% thay vì 2% như trước đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đại diện của một trong 8 hiệp hội đến cũng như là những chuyên gia để bàn rõ hơn về vấn đề này, để giúp quý vị có cái nhìn rõ nét hơn về thực sự công đoàn đang có thực sự là một cơ quan đại diện cho quyền lợi cũng như là lợi ích của người lao động hay không, và cái việc phí công đoàn này có nên tiếp tục thu hay là điều chỉnh như thế nào. Và tham gia chương trình ngày hôm nay, tôi được xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các khách mời: bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam; Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Dững, Nguyên trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước khi vào phần trao đổi của khách mời thì mời quý vị cùng ba khách mời theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Mới đây, 8 hiệp hội ngành hàng đồng loạt kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các bộ ngành về việc giảm kinh phí công đoàn, dùng toàn bộ kinh phí chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động. Đồng loạt ký tên kiến nghị khi đóng góp ý kiến xây dựng luật công đoàn sửa đổi từ các hiệp hội doanh nghiệp, 8 hiệp hội ngành hàng gồm dệt may, chế biến và xuất khẩu thủy sản, lương thực thực phẩm, chè, da giày, túi sách, điện tử cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã kiến nghị giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn nữa cho người lao động. Theo quan điểm của các hiệp hội, kiến nghị trên được các hiệp hội ngành hàng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đã thấy có sự không đồng nhất giữa luật ngân sách nhà nước và luật công đoàn về kinh phí hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cũng như việc doanh nghiệp đóng thuế, tức là đã gián tiếp đóng góp kinh phí cho công đoàn thông qua ngân sách nhà nước, nay phải trích nộp thêm kinh phí công đoàn, nghĩa là doanh nghiệp phải đóng thêm 2% thuế trên quỹ lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước về việc quản lý sử dụng tài chính công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thể hiện tổng thu tài chính công đoàn trong 7 năm từ 2013 đến 2019 là 100.354 tỷ đồng. Tổng thu trung bình mỗi năm tăng 12%. Tổng thu tài chính công đoàn năm 2019 so với năm 2012 tăng 2,3 lần, trong đó kinh phí công đoàn tăng 2,57 lần, đoàn phí tăng 2,26 lần, thu khác tăng 1,24 lần. Theo các hiệp hội ngành hàng, số liệu nêu trên cho thấy việc tăng trưởng mạnh các quỹ công đoàn theo mức thu 2% phí công đoàn, các cấp công đoàn đã không sử dụng hết số tiền thu được. Vâng, thưa ba khách mời, vậy câu hỏi đầu tiên tôi xin dành cho bà Xuân ạ. Xin bà cho biết là nội dung cụ thể của cái kiến nghị mà 8 hiệp hội ngành hàng đã gửi lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây ạ. Vừa rồi thì đúng là Tổng Liên đoàn cũng đã trình cái dự thảo luật công đoàn. Thì với cái chức năng là đại diện cho doanh nghiệp ngành da giày, thì chúng tôi cùng với lại 7 hiệp hội khác cũng đã có một cái ý kiến đóng góp để hoàn thiện cái bản dự thảo này. Thì nội dung nó cũng tập trung vào những cái điểm mà luật công đoàn thay đổi. Và những cái điểm chính thì nó có mấy cái nội dung như sau. Thứ nhất ý, là cái mức phí công đoàn. Thì như chúng ta cũng đã biết trước đây cái mức đóng là 2%. Thì chúng tôi cũng đã có cái kiến nghị là giảm xuống 1%. Và có cũng như là các cái biện luận để chứng minh tại sao chúng ta cần thiết là phải giảm xuống 1%. Nội dung thứ hai là cái cơ chế để mà vận hành cái bộ máy này nó hiệu quả và phục vụ được đúng với cái mục đích là bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thì về phía các hiệp hội cũng mong muốn rằng trong cái cải thiện lần tới thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn là cái cơ chế giám sát cũng như là các cái kiểm tra để thực thi cái quỹ này nó cũng sẽ phải tốt hơn và được cải tiến tốt hơn, cũng như là có cái sự quan sát và giám sát của các cái bên. Vì doanh nghiệp là những người đã phải bỏ cái chi phí đó ra và người lao động là người được hưởng. Thì chính vì vậy mà cơ quan quản lý nhà nước cũng cần phải tham gia sâu sát hơn nữa để tránh như trường hợp vừa rồi chúng ta cũng đã thấy là có những cái bất cập. Thì chúng tôi cũng
nhận thấy rằng đây cũng là một cái sự thay đổi rất là tích cực và cần thiết trong cái bối cảnh đặc biệt là Việt Nam chúng ta gia nhập hội nhập kinh tế quốc tế. Vâng ạ, vậy thì bà có thể nói rõ hơn một chút về cái việc mà giảm, vì sao mà lại đề xuất là giảm phí công đoàn tối đa xuống 1% thay vì 2% như hiện nay ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ, thì cái phí công đoàn trước đây thì đóng dựa trên cái mức lương là mức lương cơ bản. Tuy nhiên thì trong một cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái mức lương cơ bản bây giờ đã thay đổi, đóng bảo hiểm là trên cái mức lương thu nhập. Chính vì thế mà cái quỹ công đoàn cũng đã tăng lên rất là nhiều so với trước kia. Và bên cạnh đó thì qua cái việc như tôi cũng đã nói là chúng ta đã thực hiện cái kiểm toán và nhận thấy rằng cái kết dư của quỹ công đoàn là quá nhiều. Trong khi đó hiện nay thì các doanh nghiệp của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn, cũng như là cái việc sử dụng cái quỹ đó nó cũng chưa hợp lý trong cái bối cảnh mà vừa qua mà báo cáo kiểm toán cũng đã đưa ra. Thì chính vì thế mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng về phía doanh nghiệp cũng như là về phía người lao động cũng đã cùng có cái tiếng nói là chúng ta cần phải cải thiện lại. Thì những cái con số mà chúng ta đưa ra, chắc là báo chí cũng đã có những con số rất là cụ thể, chẳng hạn như kết dư đến gần 29.000 tỷ, đúng không ạ? Và cái việc sử dụng đó nó có những cái không hợp lý. Chính vì thế mà chúng tôi thấy rằng là cái việc giảm xuống 1% thứ nhất là cái mục đích của nó sẽ được thực hiện tốt hơn. Cái phần mà để phân bổ lại cho công đoàn cơ sở hỗ trợ cho người lao động cũng cần phải tăng lên, bởi vì công đoàn cơ sở là những tổ chức và sát với người lao động nhất, cũng như là cũng sẽ có những cái hỗ trợ tích cực nhất. Chính vì thế mà ngay cả cái tỷ lệ để giữ lại công đoàn cơ sở chúng tôi cũng kiến nghị là phải tăng lên 88, chỉ nộp lên công đoàn cấp trên khoảng 10-15% thôi. Thì chúng ta thấy rằng là cái vận hành như thế về phía doanh nghiệp cũng sẽ thấy thỏa đáng, cũng như là người lao động cũng sẽ được hưởng lợi tốt hơn. Thế và chúng tôi cũng có một cái kiến nghị nữa, đấy là việc khi mà chúng ta tham gia hội nhập kinh tế quốc tế thì chúng ta cũng cần phải có những cái tuân thủ. Chính vì thế mà chúng ta cũng đã tham gia và những cái như là luật lao động chúng ta cũng đã phải thay đổi rất là nhiều. Thì với cái luật lao động nó cũng sẽ có một cái mối liên kết đối với luật công đoàn, và trong cái mối quan hệ lao động chúng ta cũng phải làm một cách rất là chặt chẽ. Chính vì thế mà phía cộng đồng doanh nghiệp rất là quan tâm trong cái việc thay đổi như vậy. Thì với phía các hiệp hội là cũng vừa đại diện cho doanh nghiệp nhưng cũng vừa là đại diện cho những người lao động. Như với doanh nghiệp, với ngành da giày chúng tôi thì đến sử dụng đến 1,5 triệu lao động. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là có những cái tiếng nói tích cực để mà giúp cho cái luật công đoàn sẽ phù hợp với thực tế, đi vào cuộc sống và thực sự mang lại được những cái lợi ích mà tất cả các bên cùng mong muốn. Vâng ạ, vậy thì ông Hiếu ạ, ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Thực ra thì tôi rất là đồng tình với cái quan điểm như kiến nghị của 8 hiệp hội. Thực ra thì đây là, có lẽ đây là kiến nghị bằng văn bản. Còn lại những cái kiến nghị thì có lẽ các chuyên gia và các doanh nghiệp đã kiến nghị từ lâu rồi. Tôi nhớ là từ rất nhiều năm trước rồi, chứ không hẳn là bây giờ. Nhưng trong cái bối cảnh Covid này thì càng cho thấy là cái tính cấp thiết của vấn đề và cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Và cũng như là chúng ta hiểu rằng là cái kiến nghị của 8 hiệp hội bây giờ không còn là kiến nghị như ngày xưa nữa, mà tôi cho rằng đấy giống như tiếng kêu cứu rồi trong cái bối cảnh hiện nay. Và tôi cũng chia sẻ thêm rằng là lý do tại sao chúng ta lại kiến nghị như vậy, thì từ cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là dưới rất nhiều góc độ thì kiến nghị của hiệp hội có lẽ là rất đúng, nhưng cá nhân tôi thậm chí còn có những kiến nghị cho rằng là cần phải thay đổi một cách căn bản hơn nữa. Thì tôi nhận thấy thế này. Thứ nhất là mục đích của công đoàn là hỗ trợ cho người lao động. Bản chất của công đoàn bằng cách này, bằng cách khác. Thế thì trong cái bối cảnh hiện nay khi mà doanh nghiệp khó khăn thì doanh nghiệp có thể là phải sa thải lao động. Đúng không? Thậm chí sa thải lao động vì nhiều lý do. Họ không có cái cơ hội kinh doanh. Nhưng cũng có thể một lý do vì nếu như họ không sa thải thì họ vẫn phải chịu một cái gánh nặng. Thế thì như vậy nếu như bối cảnh này xảy ra công đoàn không giảm phí thì tôi cho rằng đang đi ngược lại mục đích của công đoàn. Có nghĩa là cách hỗ trợ thiết thực nhất của công đoàn bây giờ là chính giảm phí để hỗ trợ cho người lao động. Có nghĩa rằng là doanh nghiệp có thể, nếu như giảm cái phí xuống thì doanh nghiệp có thể giữ lại những người lao động. Và như vậy thì đây, tôi cho rằng đây là cái cách hỗ trợ tốt nhất ở trong cái bối cảnh tôi tạm gọi là tình thế cấp thiết này. Thì tôi vẫn mong muốn là không phải là giảm phí công đoàn mà có lẽ năm nay nên miễn cái phí công đoàn.
Thì đây là một cái thực sự thể hiện cái nhu cầu mà cái mục tiêu của công đoàn được thành lập ra là hỗ trợ người lao động. Và tôi cho rằng đây là hỗ trợ thiết thực nhất mà công đoàn có thể làm được. Thế như vậy đấy là trong trước mắt. Còn về lâu dài thì chúng ta nhìn thấy ở đây có lẽ phải thay đổi cái mức đóng phí công đoàn ở hai khía cạnh. Cái thứ nhất là cái tỷ lệ phần trăm đóng. Thì chúng ta hình dung ra là ở đây thì có lẽ hai cái thứ giảm xuống ấy, thì thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và người lao động. Và thậm chí chúng ta biết rằng là cái hoàn cảnh bây giờ nó rất thay đổi. Cái việc mà hỗ trợ người lao động, tôi tin rằng là doanh nghiệp thậm chí còn quan tâm hơn và lo lắng hơn bất kể một tổ chức nào khác. Vì đó là lợi ích của họ và quyền lợi sát sườn của họ. Nên thậm chí nếu như chúng ta giảm những khoản phải đóng cho một tổ chức khác thì thậm chí cái quyền lợi của người lao động thậm chí có thể được tăng thêm. Có thể đó là họ bù đắp cho tiền ăn trưa, có thể họ bù đắp cho các cái khoản chi phí khác. Vì tôi tin rằng là doanh nghiệp là người được hưởng lợi trực tiếp. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, với cái con số như vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng là hiện nay có cái sự kết dư. Và cộng với lại kiến nghị của doanh nghiệp là nếu như cộng với sự kết dư và tổ chức lại bộ máy công đoàn một cách có hiệu quả, thì rõ ràng là hiện nay nếu như xét một cách về mặt kinh tế là chúng ta đang tạm gọi là dư tiền, thì không có lý do gì để chúng ta không giảm cái con số này xuống. Và cái thứ hai, như hiệp hội kiến nghị là giảm 1%, nhưng tôi cho rằng là chúng ta nên xem xét giảm sâu hơn nữa. Và cái thứ hai là cái mức đóng phí, theo tôi không có cơ sở để nói rằng là mức đóng phí công đoàn này căn cứ vào mức lương. Và công đoàn là một tổ chức xã hội thì mức đóng phí theo tôi nên cố định một khoản phí, chứ không thể đóng vào mức lương được. Tôi lấy ví dụ cái việc tham gia công đoàn nó hoàn toàn khác với lại tham gia bảo hiểm. Nếu như chúng ta lấy cái mức phí để đóng theo mức lương thì chả nhẽ tôi lấy ví dụ như công đoàn bố trí cái xe đưa đón người lao động, thì người lao động được mức lương nhiều, họ đóng phí nhiều thì họ được hưởng một cái chất lượng xe tốt hơn. Nên công đoàn là bảo vệ lợi ích chung của mọi người lao động, nên cái mức phí này tôi cho rằng cần phải tính lại, không thể đóng theo quỹ lương được. Vì đóng theo quỹ lương thì hậu quả của nó là doanh nghiệp thậm chí chúng ta hình dung là có thể không muốn tăng lương, vì họ sẽ phải gánh thêm cái quỹ công đoàn, họ không muốn sử dụng lao động. Và tôi cũng không nhìn thấy có lý do gì để phân biệt cái gọi là thành viên của một công đoàn mà lại phải đóng phí khác nhau theo lương. Thế như vậy người lương cao người ta sẽ không có cái động lực gì để người ta tham gia công đoàn cả. Và nó hoàn toàn khác bảo hiểm, bởi vì bảo hiểm sau này khi chúng ta về hưu thì nó chi trả theo mức lương. Đúng rồi. Nên cái việc đóng có thể phải theo mức lương, nhưng tôi cho rằng là lần này công đoàn phải có cải tổ thực sự mạnh mẽ. Cái việc giảm phí giảm tổng mức phí là 1% thì cứ tạm thời như doanh nghiệp nói, và đây phải coi đây là một cái giải pháp dài hạn. Còn trước mắt ngắn hạn theo tôi là nên xem xét miễn cái phí công đoàn trong năm 2019. Và thứ hai phải thay đổi cách tính phí công đoàn. Vì đây công đoàn là đoàn viên và phải tính theo tôi là cố định một mức phí, chứ không thể tính theo cái mức lương được. Thì đấy là tôi cũng rất là mong muốn và rất chia sẻ với kiến nghị của hiệp hội. Có khi cho chị xin một ý kiến cùng tranh luận với anh một chút. Tức là thứ nhất rất là đồng ý với anh về cái quan điểm như vậy. Thế thì cũng xin làm rõ thêm là trong cái bản kiến nghị của hiệp hội là đề nghị mức đóng là không quá 1%. Có nghĩa là có sự linh hoạt, đúng như anh phân tích rất là chuẩn. Tức là đây là không quá 1%, có nghĩa là mức trần nó là 1%. Còn nó sẽ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và nhà nước quyết định là cái mức nó bao nhiêu theo từng năm. Bởi vì rõ ràng cái phí công đoàn nó phụ thuộc, nó chính là trích từ chi phí của doanh nghiệp và nó sẽ phụ thuộc vào doanh thu, có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cho nên cái việc mà ví dụ như cái năm 2020 chúng ta bị Covid thì hoàn toàn có thể kiến nghị là tạm dừng hoặc là không đóng trong cái năm nay vì cái khó khăn của doanh nghiệp. Thì đấy chính là cái sự chia sẻ và chúng tôi cũng rất nhất trí với cái quan điểm như vậy. Chính vì thế mà trong cái bản kiến nghị không phải là xuống giảm xuống 1% mà chúng tôi đề nghị là không quá 1%. Có nghĩa là nó sẽ linh hoạt từ 1% trở lui và tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội cũng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thì điều đấy nó sẽ vừa đảm bảo được cái tính minh bạch, công bằng và cũng là cái sự hỗ trợ cho doanh nghiệp rất là nhiều. Thế và chúng tôi đã có rất nhiều ý kiến đề nghị là nên bỏ. Nhưng mà về phía doanh nghiệp, về các hiệp hội thì cũng thấy nhất trí rằng là đã sinh ra một cái tổ chức thì chúng ta nên phải có kinh phí để hỗ trợ, và đồng thời cái kinh phí này là mục tiêu để hỗ trợ cho người lao động. Vậy thì chúng ta làm sao để cho nó có hiệu quả? Chứ chúng tôi cũng không thống nhất với việc là chúng ta nên bỏ, bởi vì bản thân là ngân sách nhà nước cũng có hỗ trợ một phần. Tuy nhiên thì để cho người lao động vừa là có cái sự gọi là kết nối cũng như là có cái
đúng như mục tiêu là chúng ta cần để tăng năng suất lao động thông qua việc hỗ trợ tốt hơn cho cái đời sống chăm sóc cho người lao động, thì chúng tôi cũng nhất trí là như vậy. Nhưng tuy nhiên thì cái kiến nghị như tôi đã nói là cái mức nó phải phù hợp và nó đảm bảo được hài hòa lợi ích của tất cả các bên. Vâng ạ. Vậy thì về phía ông Dưỡng ạ. Tôi về cơ bản là nhất trí về ý kiến của hai vị khách mời vừa rồi. Chúng ta cũng không vui vì có thể nói là một số cái tổ chức của chúng ta sử dụng công sản chưa tốt, chưa hiệu quả. Và cái tình hình này nó kéo dài. Công đoàn vừa rồi chúng ta biết là vì có kiểm toán. Mà tôi cho đây kiểm toán chỉ là thông báo một cái mức là tổng quan thôi. Chứ còn chưa đi vào cụ thể để chúng ta biết rằng người ta sử dụng 29.000 tỷ đấy gửi tiết kiệm như thế nào, sử dụng cái lại làm sao, chi phí như thế nào, có đúng mục đích không. Tôi thì nhận thức là công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội, chứ không phải là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Một tổ chức chính trị xã hội thì nó phải có hai phần lớn. Một chức năng thứ nhất là nó giúp đảng nhà nước tập hợp, giáo dục, giai cấp công nhân và công đoàn. Nó như là một lực lượng chính trị. Thế thì vì chức năng này, nhiệm vụ này thì đảng nhà nước phải đầu tư, phải có ngân sách. Còn về chức năng thứ hai, tức là nó bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho công nhân và công đoàn, thì cái này các doanh nghiệp phải đầu tư, phải chăm sóc, vì đấy coi là nghĩa vụ bổn phận của mình. Đấy. Thì đấy tôi nghĩ là như thế. Thế như trong thời gian qua thì hai chức năng này chúng ta cũng chưa có nhìn rõ ràng, và cũng chưa có tổng kết đánh giá hàng năm, cũng chưa bám vào cái nào cả. Chúng ta chỉ là xin lỗi là cũng lào phào thôi. Về cho nên là chiều sâu của nó là cái nguồn lực kinh tế được các doanh nghiệp đóng vào đấy thì sử dụng như thế nào thì hôm nay chúng ta mới biết. Rất đáng buồn là thế này. Cái nhiệm vụ, cái chức năng là chăm sóc, chăm lo, bảo vệ lợi ích cho công đoàn, quyền lợi cho công đoàn và công nhân, đoàn viên và công nhân ấy, thì làm chưa tốt. Tôi lấy ví dụ làm chưa tốt này. Đúng rồi. Hàng bao nhiêu năm nay khi tôi mới ra trường tôi làm công đoàn ấy, thì đi thăm một người ốm, công đoàn viên ốm, thì không đủ tiền để mua một chục quả trứng gà. Không đủ tiền. Chúng tôi phải nộp thêm. Hôm qua tôi hỏi lại thì mức chi vẫn là 200.000 cho một người ốm. Mà vẫn không đủ để mua một chục quả trứng gà. Trứng gà công nghiệp nhé. Còn trứng gà ta bây giờ phải 55.000. Hơn rồi. Nó đắt hơn rồi. Thế cho nên có thể nói là cái việc chăm sóc, chăm lo cho công đoàn ấy là hầu như không được cải thiện đáng kể. Vẫn khó khăn. Người ốm nằm bệnh viện phải có giày ra viện mới được hỗ trợ thăm nom 300.000-500.000. Trong thời buổi nay như vậy là quá yếu. Vậy thì tại sao mà không tập trung lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân mà lại ôm cục tiền như vậy để làm gì? Tôi hỏi chỗ này là cần phải có một cách quan điểm và thái độ rõ ràng. Chứ không thể đấy. Chúng ta đang bàn về chính sách. Chúng ta đã bàn về kiến nghị với Quốc hội để thay đổi cái chính sách này. Nhưng tôi nghĩ cần phải nhìn sâu hơn, phải có quy trách nhiệm. Chứ không thể để bỏ lực như thế này được. Đấy. Bởi vì công đoàn chưa, cái phản biện chính sách của chúng ta là rất yếu. Cái tiếng nói của đoàn viên công đoàn công nhân là rất yếu, chưa được tập hợp, chưa được thể hiện. Và cái này tôi nghĩ là nó lâu ngày nó tích gió thành bão thì nó bất lợi cho đảng nhà nước, bất lợi cho cái sự nghiệp của chúng ta. Chứ không phải là chỉ quá quýt, không phải là báo che nhau, không phải là lờ đi. Ý nữa của tôi tức là cái việc đầu tư hay là việc đóng góp của các doanh nghiệp ấy, thì tôi rất hoan nghênh là ủng hộ cái đề nghị của 8 cái hiệp hội doanh nghiệp vừa rồi đấy. Là cái đề nghị của họ tức là tối đa là 1%. Không quá 1%. Có nghĩa là có thể dưới 1%, có thể 0,5%, có thể 0,75%. Thì nó tùy thuộc vào cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và của tình hình chung. Tôi lấy ví dụ như năm nay chúng ta bị Covid. Gói hỗ trợ thứ nhất của chính phủ cũng chưa được đến với dân. Gói hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp cũng không ai tiếp cận được. Vừa rồi tôi nghe trên thông tin báo chí là gì? Là vì tôi tiếp cận từ góc độ báo chí truyền thông là phải lợi ích công, quan tâm lợi ích công, lợi cộng đồng. Vậy thì cái gói thứ hai đây hầu như chưa doanh nghiệp tiếp cận được. Mà người ta nói chỉ một doanh nghiệp tiếp cận được thôi. Như vậy đây là doanh nghiệp gặp rất nhiều rào cản. Không chỉ là rào cản hành chính. Hành chính là chúng ta có một nền hành chính không giống ai. Đội quân thì đông như quân Nguyên nhưng là rối như tơ vò. Nó chằng chịt, nó bóp chân của doanh nghiệp. Chúng ta biết rồi, chúng ta thay đổi trong quá trình đổi mới của chúng ta đấy. Tôi quan sát thì tôi thấy là cái trưởng thành về nhận thức của chúng ta là có nhận thức mới về doanh nghiệp và doanh nhân. Có đội ngũ này chúng ta mới bứt lên được. Có đội ngũ này chúng ta mới giàu có được, làm ăn được. Còn trước đây chúng ta nhìn với họ là khác lắm. Thế thì tại sao chúng ta không tháo gỡ doanh nghiệp ở chỗ này? Về thủ tục hành chính. Thứ hai là về các cái loại chính sách về kinh tế. Năm nay thì
Tại sao cái gói hỗ trợ thứ hai là doanh nghiệp chưa tiếp cận được? Cùng với việc đó thì đóng góp cái này tôi nghĩ là trong bối cảnh hiện nay để giải phóng sức sản xuất, tôi nghĩ là chính phủ phải làm mạnh và có một quyết sách. Nó, chúng ta hình dung đấy như là một khủng hoảng. Khủng hoảng này nó không bộc lộ bên ngoài như nó ngấm bên trong, mà đã xử lý khủng hoảng là phải dùng những chính sách là bất thường, không có phí truyền thống thì mới kích thích được sản xuất của doanh nghiệp. Chứ nếu không từ nay cuối năm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Mỹ thì quý 2 vừa rồi là âm 32%, hơn 32%. Mình thì theo thông tin là dương được 3 mấy phần trăm. Nhưng tôi nghĩ là những cái tăng trưởng này chúng ta rất lo. Bởi vì từ nay cuối năm là còn có mấy tháng này đâu. Cho nên là chính phủ bây giờ phải có chính sách can thiệp mạnh, tháo gỡ cho doanh nghiệp về thủ tục hành chính và về chính sách về các cái nghĩa vụ thuế. Đấy. Trong đó kể cả đồng góp cho công đoàn. Vâng, tôi thì đồng ý thôi, bởi vì chính phủ thực ra thì chính phủ đã có một nghị quyết riêng về một cái nghị quyết gọi là số đó là nghị quyết 139 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Ban hành cách đây 2 năm. Thì trong những cái chi phí thì có chi phí về như anh khách mời vừa phân tích, có thể chi phí về thể chế, đó là những cái gánh nặng về thủ tục. Nhưng có những cái chi phí mà doanh nghiệp phải trả bằng tiền trực tiếp. Tôi lấy ví dụ như các khoản phí, lệ phí, phí công đoàn vân vân. Đấy là những khoản phí mà doanh nghiệp phải trả trực tiếp. Thì trong cái bối cảnh này thì nếu như chúng ta nhìn dài hạn và nhìn cái bối cảnh như hiện nay thì theo tôi chúng ta phải quyết liệt giảm phí công đoàn. Tôi xin lỗi anh hiểu một chút rồi chỗ này là cái phí công đoàn tôi nghĩ cũng là một phần, nhưng nhìn tổng thể thì không phải là lớn lắm. Mặc dù nhìn vào kinh tế hiện nay nó rất quan trọng, nhưng chúng ta nói đến phí công đoàn ở đây là theo tôi nghĩ là nhìn hai góc độ. Một là giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là cố gắng làm sạch công đoàn. Còn vấn đề nữa tôi nghĩ là bốt giao thông hiện nay cũng doanh nghiệp gánh rất nhiều. BOT đấy. Tại sao chúng ta không giải phóng? Mà nó đánh vào tiêu diệt năng lực cạnh tranh của chúng ta. Chính BOT nó tiêu diệt năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngay trong thị trường nội địa, tôi chưa nói xuất khẩu. Thế mà tôi thấy theo dõi trong cái thời kỳ Covid-19 này chúng ta chưa có động thái nào để giải tỏa. Đấy, nhân cái chuyện nói về cái phí Covid, về cái phí của công đoàn tôi thì linh sang cái gọi là cái BOT một chút. Tôi thì rất đồng ý ý kiến của anh thôi, bởi vì nếu chúng ta giả soát thì tôi tin rằng là còn nhiều thứ. Là doanh nghiệp sẽ còn gánh chịu rất nhiều thứ. Và chúng ta sẽ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong cái bối cảnh hôm nay chúng ta bàn về phí công đoàn thì tôi cũng rất chia sẻ với ý của anh khách mời là cái việc giảm phí không chỉ đơn thuần là giảm phí, mà nó còn có cái mục tiêu lớn lao hơn là bản thân công đoàn phải tự tổ chức lại để sử dụng những cái khoản tiền một cách nó có hiệu quả hơn. Đấy là tôi hiểu như ý khách mời. Và tôi rất chia sẻ cái ý này. Có nghĩa rằng là bây giờ chúng ta phải sử dụng đồng tiền một cách có hiệu quả hơn. Và tôi vẫn tin rằng là chính phủ đã rất chắc chiu, anh chị phải hình dung, rất nỗ lực gom góp từng đồng để có những gói như chúng ta biết được 17.000 hay 18.000. Đúng không? Để cứu và giải cứu doanh nghiệp và để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì trong khi chúng ta có những cái khoản kết dư thậm chí lớn hơn gần gấp đôi so với tất cả những cái thứ mà chính phủ đang chắt chiu. Nên trong cái bối cảnh này thì có lẽ cách hỗ trợ tôi vẫn cho rằng là như chúng ta vừa phân tích, cách hỗ trợ thiết thực nhất, trực tiếp nhất cho doanh nghiệp và cho người lao động chính là cái chúng ta vừa trao đổi là cái giảm phí công đoàn trong ngắn hạn nhé. Có hai giải pháp trong ngắn hạn phải tính đến việc miễn hoặc giảm ngay lập tức. Theo tôi cái này không nên trì hoãn. Nhưng trong dài hạn, vì chúng ta rất cần một cái nguồn lực để doanh nghiệp vực dậy. Và ngay cả khi không có Covid thì chúng ta vẫn cần một cái gọi là cái chương trình cải cách để giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thì như vậy về mặt dài hạn, tôi cho rằng là chúng ta nên mạnh mẽ và quyết liệt. Lý luận thì đã có rất rõ, theo tôi là lý luận thì rất rõ. Vấn đề thì đã xuất hiện từ lâu rồi, chứ cũng không phải ngày hôm nay, cũng đã rất nhiều lần kiến nghị. Tôi cho rằng lần này chỉ đợi quyết tâm của chính phủ thôi. Và quyết tâm của các bên có liên quan. Vâng, vậy thì tôi hỏi ông Hiếu một chút ạ. Như lúc nãy thì ông Dũng có trao đổi là liên quan đến cái số quỹ dư 29.000 tỷ quỹ công đoàn ấy ạ. Và ông Dũng đề nghị là cái này chúng ta phải quy trách nhiệm. Vậy thì ông Hiếu ạ, ông nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ? Hiện nay thì đúng là nói về trách nhiệm thì chúng ta ở đây chúng ta cũng không chưa có đủ thông tin để gọi là quy trách nhiệm làm đúng hay làm sai. Nhưng nếu như chỉ nhìn, chúng ta cứ hình dung nhé, nếu chỉ nhìn vào những con số bình thường một tổ chức như vậy mà để một cái số dư rất lớn. Vâng. Trong cái bối cảnh mà chính phủ vẫn đang chắc chiu từng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp từng đồng, thì rõ ràng là có một cái gì đó theo tôi là rất bất ổn.
rất bất ổn. Và ở đây thì nếu như đặt trách nhiệm của một người bình thường thì tôi cho rằng là họ cũng sẽ phải hành xử rất khác, rất suy nghĩ rất khác. Nhưng tuy nhiên tiếc rằng là từ đầu năm đến giờ, trong khi chính phủ họp liên tục, các bộ ngành tham gia liên tục, thì lại không có một động thái gì từ phía công đoàn. Tôi đã nghe, tôi chưa nghe thấy một động thái gì nói rằng là năm nay công đoàn chủ động nói rằng là tôi sẽ miễn. Hoặc tôi sẽ giảm, trong khi ta có dư tiền. Nhưng mà chúng ta có, ví dụ như chúng ta đang dư tiền. Đấy, còn lại những cái vấn đề khác như báo chí đưa là sử dụng tiền không hiệu quả, đầu tư chỗ này góp vốn chỗ kia, thì tôi cho rằng là chức năng của công đoàn có lẽ không phải. Không phải, chức năng của công đoàn là tập trung lớn nhất. Còn lại chức năng đầu tư của công đoàn có lẽ nên xem xét. Và như vậy không thể tổ chức công đoàn không thể dùng tiền, gọi là chúng ta gọi công đoàn phí là tiền phí tham gia công đoàn của các bên có liên quan rồi thực hiện các hoạt động đầu tư. Tất nhiên ở trong đó có những mục tiêu là muốn nhân rộng cái lên, nhưng tôi cho rằng trong trường hợp này có lẽ không phải là chức năng chính của công đoàn. Thì như vậy rõ ràng trong bối cảnh này thì chúng ta nhìn thấy rằng là theo tôi là đang có, dường như nó đang đi ngược lại những cái nỗ lực chung của xã hội, của chính phủ, và gần như họ đang đứng ngoài cuộc. Vâng, xin lỗi, là đấy là ý kiến của anh Hiếu, như vậy đấy là trách nhiệm đấy. Trách nhiệm là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm đạo đức. Đúng rồi. Nó tổ hợp lại và trách nhiệm pháp lý, cuối cùng là trách nhiệm pháp lý. Nhưng trách nhiệm pháp lý thì ta chưa nói ở đây. Tại vì chúng ta chưa đủ thông tin. Đúng rồi. Nó phân luồng phân lệch thế nào, anh có được cho vay không? Anh có được mở doanh nghiệp không? Anh đầu tư chỗ nọ chỗ kia không? Ông có được gửi ngân hàng ngắn hạn này gần không thời hạn không? Để làm gì? Người ta ở đây tức là thấy là nó kết dư lớn như thế. Thế nhưng mà cái đội ngũ công đoàn và công nhân chưa được chăm sóc tốt. Ốm đau, thất nghiệp, gặp khó khăn. Hôm trước tôi đọc mấy cái phóng sự về cái anh em công nhân ở trên chỗ khu chế xuất, khu công nghiệp trên Bắc Ninh ấy. Rất khó khăn. Vợ chồng đều công nhân cả. Con cái đi học tiền đâu? Nghỉ Covid như thế. Công đoàn có hỏi thăm không? Có giúp họ được không? Như kiểu trợ cấp thất nghiệp không? Mà trong khi một đóng dư một đống tiền như vậy. Tôi nói chỉ riêng trách nhiệm đạo đức thôi, anh cái tổ chức ấy đã đứng ngoài cuộc rồi. Đấy, đã đứng ngoài cuộc rồi. Chưa chia sẻ với thành viên của mình, đoàn viên của mình. Trong đó anh đảm nhận một cái vai trò là gì? Tập hợp cái lực lượng công nhân và công đoàn để giáo dục chính trị tư tưởng. Vì cái sự nghiệp phát triển đất nước, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng. Như ông lấy tự nhiên đứng ra ngoài cuộc, thế thì rất là buồn. Đấy. Thì bà Xuân ạ, phía hiệp hội của bà, các cái doanh nghiệp cũng như là những người lao động ạ, trong thời gian vừa qua thì họ có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ công đoàn không ạ? Thực ra thì khi mà cái thời điểm Covid xảy ra thì phía công đoàn cũng đã có một cái công văn, tức là yêu cầu các doanh nghiệp nào mà có gặp khó khăn thì có thể cho miễn giảm, tức là xin lỗi là chậm đóng hết đến tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên thì kèm theo các cái điều kiện rất là khó tiếp cận. Thế chính vì thế mặc dù là có cái hỗ trợ như vậy nhưng mà hầu như các doanh nghiệp đều không đạt tới, và cũng là một cái khó khăn rất là lớn. Thì đúng là như các cái chuyên gia đã chia sẻ thì chúng tôi cũng rất là đồng tình và cũng thấy là đấy là cái thực tế. Thế thì trong tôi nghĩ đây là một cái thời điểm rất là thích hợp để chúng ta có một cái sự nhìn nhận lại và làm cho nó tốt hơn, chứ chúng ta không chỉ phê phán. Bởi vì chúng ta mong muốn là cái mục đích đặt ra nó sẽ phải giúp được cho doanh nghiệp, cho người lao động và cũng như giúp cho chúng ta được phát triển được kinh tế. Thì tôi thấy ba cái điểm chính mà trong cái dự thảo mà hiện nay các chuyên gia cũng như các cái doanh nghiệp cũng đang góp ý rất là mạnh mẽ. Thứ nhất là cái mức phí đóng. Cái thứ hai là cái hiệu quả. Cái hiệu quả của cái tổ chức này, tổ chức như mày. Chúng ta đã thấy, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là cái cơ chế giám sát để cho nó minh bạch. Đúng rồi. Đấy, ba cái điểm chính đấy là chúng ta phải tập trung vào. Và nó sẽ phải là những cái cụ thể trong các cái điều khoản của cái bộ luật đó. Chúng ta phải tham gia vào thì khi mà thực thi chúng ta mới có thể gọi là đi vào cuộc sống được. Chứ không thể nào mà đưa ra những cái rất là chung chung rồi cuối cùng khi thực hiện thì lại cái sự hiểu biết giữa các bên nó lại khác nhau và nó tạo ra một cái sự vênh giữa các bên. Và như chúng ta đã thấy thì các chuyên gia cũng đã nói rất là rõ rồi, thì tôi cũng thấy cái phí thì chúng tôi cũng đã phân tích là tại sao cái mức phí là giảm số như vậy. Thế còn cái tính hiệu quả thì chúng tôi cũng mong muốn là nó phải có một cái thước đo khá là cụ thể để doanh nghiệp người ta cũng thấy cái đồng tiền họ đóng góp nó mang lại hiệu quả. Vấn đề doanh nghiệp ở đây họ không phải bất bình cái việc họ phải đóng góp mà chính là bất bình ở cái hiệu quả
của cái quỹ này nó chưa mang lại như họ mong muốn. Cái thứ hai nữa là cái cơ chế giám sát. Rõ ràng là bây giờ kiểm toán vào chúng ta mới biết được cái bộ máy này nó đang vận hành như thế nào, cái đồng tiền doanh nghiệp đang đóng nó ra làm sao. Thế thì sau này chúng ta cũng phải cải thiện cái điều đó. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái thời điểm rất là tốt để tất cả các bên cùng nhìn nhận lại, đóng góp ý kiến để giúp cho cái bộ luật của chúng ta nó sẽ được tốt hơn và nó đi vào cuộc sống. Vâng ạ, thì như lúc nãy ông Hiếu có phân tích là cái mức đóng phí ông ấy đề xuất là nên cố định một khoản phí ạ, thay vì là đóng theo cái mức lương, bởi vì là hiện tại các cái quỹ lương hàng năm thì chúng ta đều biết là nó đều tăng lên đúng không ạ? Và đấy lại vô tình lại trở thành một cái gánh nặng rất là lớn cho các cái doanh nghiệp. Vậy thì bà giảm Xuân động ạ, lực trả lương bà nghĩ như thế nào về cái đề xuất của ông Hiếu ạ? Thực ra thì khi chúng tôi làm cái đề xuất này thì chúng tôi cũng đã phải tham vấn rất nhiều các cái chuyên gia, cũng như là bởi vì nếu như chúng ta muốn cố định một cái mức thì thực sự cái mức như thế nào nó phù hợp, nó cũng là một cái sự tranh cãi rất là lớn. Và như chúng ta cũng biết rồi, nó căn cứ vào rất nhiều yếu tố về tình hình kinh tế xã hội, chỉ số CPI vân vân. Thế chính vì thế mà nếu chúng ta fix một cái mức như vậy thì nó cũng sẽ là một cái tranh cãi rất là quyết liệt cho các bên, và nó sẽ xảy ra. Thế chính vì thế mà chúng tôi mới quyết định là cái mức trần là 1%, và nó có sự linh hoạt ở đây. Linh hoạt ở đây thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều, vì chúng ta đâu có biết Covid sẽ xảy ra, hay là năm sau khi mà kết thúc Covid thì cái tình hình nó sẽ tốt hơn, thì các doanh nghiệp khi mà doanh số tốt thì doanh nghiệp cũng sẵn sàng có thể đóng cao hơn. Chính vì thế chúng tôi mới quyết định là không nên đưa ra một cái mức như vậy. Còn tất nhiên là đấy, thì về phía quan điểm của chúng tôi trong cái bản kiến nghị cũng đã phân tích rất là rõ, và tôi nghĩ rằng cái mức linh hoạt đấy nó sẽ phù hợp hơn rất nhiều, bởi vì cái tình hình kinh tế thì chúng ta cũng biết rồi, nó còn phụ thuộc vào các yếu tố bên trong bên ngoài rất là nhiều. Cho nên là cái mức linh hoạt nó sẽ vẫn tốt hơn cho doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế của Việt Nam. Tôi thì tôi nhất ý kiến của chị Xuân là hình ảnh tức là nước nổi thì bèo nổi. Cái hoạt động kinh tế xã hội của chúng ta ấy, nếu tốt lên thì cái mức đóng theo cái quỹ lương ấy, thì tôi cho là hợp lý. Thế còn cái mức đóng là 1% hay 0,75%, thậm chí 0,5% thì tôi nghĩ là cũng nên phân loại doanh nghiệp. Nếu ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nên giảm cho họ. Bởi vì theo tôi là với cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay, đặc biệt là phải khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả cái hộ gia đình. Vừa rồi cũng sửa luật doanh nghiệp rồi bàn rất nhiều cái này. Nhưng quan điểm của tôi là phải kích thích phát triển kinh tế gia đình. Đúng rồi. Bởi vì khi xã hội mà cơm nó áo đủ mà gia đình người ta đủ đó thì bất an xã hội không phải lo, tội phạm không phải lo nhiều, cướp giật không phải lo nhiều. Giống như cái thời kỳ đời nhà Đường ấy, người ta khoán sản phẩm như thế này. Tôi khoán nhân một sào ruộng đấy, mức khoán là 2 tạ thóc. Nếu như anh đạt 2 tạ thì anh nộp 30 cân. Nhưng anh đạt là 2 tạ rưỡi thì anh chỉ nộp vào 25 cân thôi. Nếu anh đạt đến 3 tạ, năng suất cả 3 tạ, anh chăm sóc tốt thì anh chỉ nộp vào 20 cân thôi. Tức là năng suất sản lượng càng cao thì nộp cho nhà nước càng thấp. Để làm gì? Là để cái sản phẩm dư thừa đấy mang ra chợ bán. Mang ra chợ bán nhiều thì giá nó rẻ. Giá rẻ thì đời sống cao lên, đời sống dân cao lên. Thì đấy là cách người ta điều tiết xã hội. Đúng rồi. Chứ không phải là cứ lầm là thu. Đúng rồi. Không phải là cứ lầm là phải thu cho bằng được. Đúng. Mà lại không sử dụng được, lại tham nhũng, tham ô. Rồi nó sinh ra những cái vấn đề xã hội về tư tưởng, về tâm lý, nó phức tạp ra. Cho nên tôi nghĩ đây là cái điều tiết xã hội. Cả kinh tế, cả chính trị, cả xã hội ở vào đây. Và đằng sau kinh tế xã hội là chính trị. Nó ổn định thì chính trị được nhờ. Dân người ta phấn khởi tin tưởng, đời sống lên được nhờ. Lúc mà tôi làm công nhân công đoàn ốm vất vả như thế thì có một món quà, mặc dù quà đấy chỉ là cũng biểu trưng thôi chứ không ăn thua gì, nhưng người ta vẫn thấy tin tưởng, vui vẻ. Rồi lúc người ta gặp nạn hỗ trợ động. Thế cho nên là sử dụng cái 29.000 tỷ đấy, sử dụng cái tiền mà các doanh nghiệp đóng góp đấy, sử dụng cái công đoàn phí đấy như thế nào, thì tôi nghĩ đây là liên quan vấn đề là minh bạch, giống như là chị Xuân nói là phải kiểm soát, bởi vì ở đây là công khai và minh bạch. Vâng. Là vấn đề tôi cho là lớn lắm. Công khai là nói cho người ta biết. Nếu công khai mà không minh bạch thì đấy là tạo ra diễn đàn, tạo ra nơi để người ta nói dối. Ví dụ tôi nói là trong ví tôi hiện nay có 1 triệu. Đấy là công khai. Nhưng minh bạch là tôi phải mở ra cho mọi người thấy. Có đúng 1 triệu không? Không. Thậm chí trong ví tôi là 20 triệu, tôi chỉ nói thế thôi. Nguồn gốc ở đâu ra? Đấy. Cho nên minh bạch về cái sử dụng cái nguồn, nguồn lực mà doanh nghiệp đóng góp, nguồn lực mà đoàn viên công đoàn đóng góp ấy, là tôi nghĩ đây là vấn đề lớn. Mà không chỉ tổ chức công đoàn đâu, cần phải minh bạch hóa đó. Những cái tổ chức chính trị xã hội, những cái tổ chức mà tập hợp lực lượng xã hội đó càng phải thể hiện rõ cái này.
Từ đấy tôi nghĩ là cần có một cơ chế kiểm soát cái nguồn lực này, minh bạch định như thế nào hàng nửa năm một hay từng năm một, chứ không phải tổng kết lâu nào chúng lên tầng hoa vỗ tay thế là xong, chẳng ai biết đằng sau là cái gì cả. Ở đấy thì nó tích cóp là rất nhiều, mà trong dư luận xã hội nó có một cái lý thuyết là nó gọi là lý thuyết vòng xoáy im lặng. Người ta không có điều kiện bộc lộ bây giờ, nhưng những cái luồng dư luận ấy, luồng tư tưởng ấy nó xoáy vào bên trong, âm thầm tích lũy bên trong, thì tôi cho đấy là tiềm ẩn những bất ổn xã hội. Đấy. Tôi thì tôi vẫn cho rằng là chúng ta nên lần này là một cơ hội nên thảo luận một cách nó nghiêm túc, sâu sắc, nghiêm túc với nhiều phương án. Thậm chí cho đến nay thì tôi vẫn tin rằng những các tổ chức xã hội hiện nay, tôi cũng chưa thấy có tổ chức nào mà thuê cái ta gọi là cái phí thành viên. Tức là mọi công đoàn là một phần là phí thành viên đóng theo mức lương, ví dụ như vậy. Họ có thể phân chia ra ở một mức độ nào đó, nhưng mà nó sẽ thường là một cái khoản phí cố định, chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Đấy là cái như vậy, chúng ta vẫn cần cởi mở thảo luận các phương án làm sao để cho nó, ta tạm gọi là công bằng nhất, hiệu quả nhất. Và cái thứ hai tôi cho rằng là cái giảm phí ở đây không phải là chúng ta gọi là chỉ trích công đoàn một cách nó tiêu cực, mà mục tiêu ở đây chúng ta đều thừa nhận rằng là muốn cái tổ chức đó hoạt động một cách có hiệu quả hơn. Và cá nhân tôi thì tôi mong muốn rằng cái giảm phí nó sẽ khiến cho công đoàn và tạo ra cái áp lực để công đoàn hoạt động vào đúng cái hoạt động mang tính chất bản chất của công đoàn, chứ không phải là một nơi thu tiền để rồi lại đi tiêu tiền. Vì bản chất của công đoàn theo tôi hiểu cái sứ mệnh của nó thì anh có thể chia sẻ thêm, nhưng ít nhất ở đây là bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Tôi lấy ví dụ như người ta có thể thỏa thuận, người ta có thể quan sát trong doanh nghiệp, người ta thấy rằng là thế thì thực sự là cái môi trường làm việc ở đây có thực sự bảo vệ sức khỏe cho người lao động không? Và như vậy họ phải đại diện cho lao động để thỏa thuận với lại những người sử dụng lao động, nâng cấp, chứ không phải là mang tiền. Theo tôi, chức năng chính không phải là mang tiền đi để cho người lao động. Thứ hai, chúng ta thấy rằng là nếu như vì sự an sinh xã hội, đó là cái việc đóng bảo hiểm xã hội, người lao động ở đây có được đóng đầy đủ hay không? Tức là cái ở đây là một cái sự giám sát để thực hiện các cái chế độ chính sách và bảo vệ lợi ích chính đáng nhất cho người lao động. Hay ở trong doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đang làm ăn tốt như vậy, điều kiện làm việc không thỏa đáng, mức lương không thỏa đáng, thì rõ ràng đây là cái sứ mệnh của công đoàn, chứ không phải là họ là một nơi thu thật nhiều tiền xong sau đó lại đi chia sẻ lại cái tiền đấy. Thế không phải sứ mệnh của công đoàn, nên công đoàn nên tập trung vào những cái thứ mà theo tôi là những chức năng nó thực sự là thiết thực, thực sự là bảo vệ người lao động, thực sự là gắn kết và đoàn kết người lao động, chăm lo tinh thần nhiều hơn. Bởi đời sống vật chất ở đây đã có an sinh xã hội, đã có doanh nghiệp, như vậy cái sứ mệnh của họ theo tôi nên tập trung vào đấy. Và như vậy cái việc mà chúng ta thu phí có lẽ nên dành nhiều cái việc chi tiêu cho những cái tôi tạm gọi là cái chức năng chính hơn là cái việc chúng ta thu được nhiều tiền. Đấy là cái tôi muốn chia sẻ như vậy. Xin lỗi anh ở đây ta đang trao đổi về cái dòng chảy của đồng tiền. Đúng. Cái đường đi của đồng tiền. Tức là anh các cái doanh nghiệp đóng góp là như thế thì anh dùng cái nguồn lực để làm gì? Đúng rồi. Thì người ta mong muốn ấy, và chức năng của công đoàn ấy là dùng cái nguồn lực đấy để chăm lo đời sống của người lao động. Đấy, của công nhân, của đoàn viên công đoàn. Thế nhưng mà cái nguồn lực đấy lại chảy ngược lên trên. Người ta nói ăn đi xuống uống đi lên. Đằng này là tiền lại chảy đi lên trên. Công đoàn cơ sở như vậy, ít hơn đúng không? Sử dụng cũng hiệu quả. Thế cho nên ta muốn bàn ở đây, tức là làm thế nào để tích cực hóa cái hoạt động của tổ chức công đoàn, nhất là của Tổng Liên đoàn Lao động. Chứ ở đây ta không nói đến công đoàn cơ sở, cũng không nói công đoàn cấp trên cơ sở. Bởi vì cái nguồn lực ở đây tôi đọc, tôi xem, tôi theo dõi, tôi biết ý, là cái nguồn lực, cái đồng tiền này nó chảy lên trên, trên nằm hết, mà lại không chi cho bên dưới. Và cho nên phải thay đổi cái thiết chế, cái chính sách ở đây. Cái điều này là rất quan trọng. Và có một quy định như thế rồi thì xã hội mới giám sát được. Mới giám sát được cái đường đi của đồng tiền. Và hướng vào mục đích là gì? Chăm lo bảo vệ lợi ích của công nhân và công đoàn. Đấy là mục đích của chúng ta. Công đoàn là như thế thôi. Còn trên cơ sở đấy, anh phải giáo dục chính trị tư tưởng. Anh phải động viên người ta, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người ta. Thì mới nói được. Chứ nếu không thì không nói xuống. Nếu không thì chỉ nói xuống thôi. Cho nên ở đây là muốn bàn đến cái cơ chế phân bổ. Cái nguồn lực để như thế nào. Ưu tiên chế độ làm sao. Tôi nghĩ là công đoàn cơ sở chắc nó cũng phải được 70%. 80%. Như thế. Trên cơ sở. Vì trên cơ sở trở lên là họ bắt đầu là quản lý rồi. Càng xa thì càng quản lý rồi. Cho nên tôi nghĩ cái này là cần phải thảo luận. Để có một cái định chế. Và trên cơ sở cái định chế đấy. Thì chúng ta có những công cụ để giám sát và điều tiết nó. Thì xã hội hóa nó ra.
thì minh bạch là trên cơ sở đấy. Thì như vậy thì chúng ta bàn như vậy là để cố gắng là tích cực hóa cái hoạt động của tổ chức công đoàn, để tránh cái tình trạng rồi người ta nghĩ nọ nghĩ kia. Mà khi công nhân công đoàn người ta đã không tin tưởng, thiếu tin tưởng thì rất là nó biểu hiện rất nhiều khía cạnh như vậy. Đấy. Vâng ạ, thế thì liên quan đến cái ý kiến của ông Dững ạ, ông vừa trao đổi ạ, thì về phía hiệp hội, 8 hiệp hội ạ, tôi cũng được biết là có đề xuất là kiến nghị đổi tên cái phí công đoàn ấy, bà Xuân. Có nghĩa là các cái hiệp hội đề xuất là nếu Quốc hội tiếp tục thu phí công đoàn thì cái khoản tiền này sẽ dành để chăm lo phần lớn đời sống cho người lao động và để cơ quan nhà nước giữ cái khoản phí đấy thay vì là để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ. Thì không biết là bà Xuân và ý kiến như nào về vấn đề này ạ? Thực ra thì về phía doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp thì cũng thấy rằng mục tiêu cuối cùng đấy là việc giúp cho tăng năng suất lao động thông qua việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đấy thì chúng tôi thấy rất rõ điều đấy. Thế và vấn đề minh bạch thì chúng ta đã nói rồi, thì đấy cũng là một cái phương án mà các hiệp hội muốn đề xuất để giúp cho tăng cái tính minh bạch cũng như hiệu quả của sử dụng các cái nguồn kinh phí này. Thì chúng tôi có cái đề xuất như vậy. Nhưng quay ngược lại thì chúng tôi cũng mong muốn có một cái xem xét kỹ hơn nữa, như các chuyên gia cũng vừa chia sẻ, đấy là việc sử dụng cái nguồn này nó như thế nào. Thì chúng ta cứ áp dụng như trước đây với cái những cái mức rồi những cái mục chi nó bị hạn chế như vậy, nó không thể nào mà dù chúng ta có thu thêm nữa tiền, chúng ta cũng không thể hỗ trợ hơn nữa cho người lao động. Và điều đó nó sẽ lại tạo ra một cái trói buộc nhau và không đạt được cái hiệu quả như chúng ta mong muốn. Chính vì thế mà chúng tôi cũng thấy rằng cái việc mà chúng ta phải cải tổ cái đó là rất cần thiết. Ví dụ như là với để chúng ta tăng năng suất lao động, chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động gì để mà chúng ta làm được, đạt được cái điều đó. Thì chúng ta phải mở rộng ra thêm, ví dụ như các cái sáng kiến, các cái quỹ để mà hỗ trợ cho người lao động trong việc nâng cao tay nghề. Thì chúng tôi cũng thấy như các cái tổ chức quốc tế là họ cũng đã có những cái hoạt động như vậy. Thì chúng ta cũng cần phải có cái sự học hỏi để mà đưa vào, chứ chúng ta không chỉ loanh quanh với việc thăm ốm rồi đi nghỉ mát rồi những cái rất là nhỏ với cái mức chi thì rất là thấp, doanh nghiệp có muốn chi nữa cho người lao động cũng không thể. Thế cái điều đó bó hẹp, nó là một cái hạn chế cực kỳ lớn. Cho nên ở đây là khi chúng ta đã xem xét toàn diện thì chúng ta phải nhìn một cách tổng thể hơn nữa và đi vào chi tiết hơn nữa, thì chúng ta mới có thể gỡ ra được những cái nút thắt mà trước đây cái tính hiệu quả nó không có. Thì tôi thấy hoàn toàn nhất trí với các cái chia sẻ của các chuyên gia. Đúng là như vậy đấy, thực tế doanh nghiệp cũng là đã thấy cái sự gò bó trong cái hoạt động như vậy, thì chúng ta nên có một cái nhìn nhận và làm tốt hơn nữa trong cái giai đoạn tới. Còn về phía cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi ý, thì những cái phương án chúng tôi đề xuất là đều có cái định hướng là mang lại cái tính hiệu quả cho cái hoạt động của tổ chức công đoàn ở cơ sở. Còn sắp tới nữa thì chúng ta sẽ còn gọi là thêm các cái tổ chức đại diện cho người lao động nữa, nằm tại doanh nghiệp nữa cơ. Chính vì thế mà nếu như chúng ta không tư vấn tốt, không đưa ra được cái bộ luật công đoàn tốt thì chúng ta sẽ lại gây ra những cái khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phân bổ các cái nguồn lực này như thế nào cho nó hợp lý. Vậy thì để kết thúc chương trình thì mời ông Hiếu có những cái kiến nghị hay là thêm ý kiến gì không ạ? Như vậy thì tôi cho rằng là tôi nhận thấy có lẽ là có 3 vấn đề. Vấn đề ở đây thứ nhất là vấn đề không phải chỉ là phí là bao nhiêu phần trăm, mà vấn đề ở đây là lớn hơn cái mức phí là doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm, mà nó liên quan đến việc sử dụng cái nguồn kinh phí như thế nào thì thực sự là hiệu quả, thực sự đạt được cái mục tiêu đề ra. Và như vậy thì vấn đề thứ hai lớn hơn nữa là không chỉ là minh bạch hóa này, sử dụng có hiệu quả, mà phải thay đổi cái cơ cấu tổ chức, thay đổi cái bộ máy, rồi cái cách thức chúng ta nhìn nhận sứ mệnh chính của chúng ta là gì, cái phương thức mà chúng ta bảo vệ người lao động, hỗ trợ đời sống tinh thần của người lao động cũng phải thay đổi. Thì như vậy đấy là cái vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba thì tôi nhận thấy đây là vấn đề không mới nữa, kiến nghị rất lâu rồi. Tôi rất mong muốn là lần này có một cái sự quyết tâm, bởi vì như anh chuyên gia đã nói là đây vẫn không, tổ chức này nó không hẳn là vấn đề về xã hội nghề nghiệp, mà đây là một tổ chức chính trị xã hội, nên là cái việc cải tổ cái này tôi nhận thấy nó còn quan trọng hơn bất kỳ một vấn đề nào khác. Nên rất mong có một cái sự rất quyết tâm, quyết liệt, và vấn đề cần phải được giải quyết ngay khi cái luật công đoàn này được thông qua. Còn nếu không thì tôi lo lắng rằng là cái hậu quả của nó sẽ rất lớn, như chuyên gia vừa phân tích. Đó là cái sự, nếu như chúng ta thiếu đi một cái sự tin tưởng của người lao động, cái đối tượng được bảo vệ, thì những cái sự đó nó sẽ dần dần tích lũy và đến một lúc nào đó nó bùng phát, thậm chí vượt quá cái sự kiểm soát của chúng ta. Thì tôi có 3 cái ý trao đổi như vậy. Mời ông Dững.
Tôi cũng nhất trí ý kiến của anh Hiếu vừa trao đổi đấy. Thì chúng ta cũng cần phải nhiều cái diễn đàn, và đặc biệt là diễn đàn để tạo cho những người làm công đoàn, những người công nhân, những người đoàn viên, người ta có ý kiến rộng rãi hơn để góp ý vào cái việc sửa đổi cái luật công đoàn hiện nay. Rồi người ta có ý kiến vào để làm thế nào đó để tổ chức công đoàn mạnh hơn, gần với công đoàn đoàn viên hơn, chăm lo cho họ là hơn. Và anh chăm lo cho đoàn viên công đoàn, chăm lo cho công nhân chính là giúp doanh nghiệp để tạo điều kiện yên tâm sản để xuất, yên tâm sản xuất, để tăng năng suất lao động. Đấy, bởi vì tinh thần nó phấn khởi là khác lắm. Tinh thần người lao động là nó khác lắm. Một bước vào một ca làm việc, bước vào một ngày làm việc là nếu mà phấn chấn, yên tâm là tin tưởng là khác lắm. Cái này là quan trọng lắm, mà chúng ta nhiều khi có thể cũng công đoàn có nhìn thấy cái này không? Vậy cho nên tôi nghĩ là chúng ta cố gắng làm thế nào cùng nhau, làm thế nào công đoàn mạnh hơn, thực sự gần gắn bó với công nhân và công đoàn hơn, để thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Đấy. Dạ vâng ạ, vậy thì hơn 40 phút của chương trình thì ba khách mời cũng vừa trao đổi rất nhiều những cái ý kiến này, rồi những cái kiến nghị đưa ra để làm như thế nào. Nhưng mà tuy nhiên thì tựu chung lại là một cái yêu cầu và cũng như là một cái mong muốn của ba khách mời đều là sử dụng như thế nào đối với cái nguồn quỹ công đoàn này cho hiệu quả, và cũng có những cái đề xuất là để công đoàn thực hiện đúng vai trò của mình để chăm lo đời sống cho người lao động, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn ba khách mời. Và đến đây thì chương trình đối thoại của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.